Xin phép anh em một chút thời gian nhân dịp kỷ niệm 2 ngày lễ lớn 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Để tri ân các khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua, thì Lacto AZ có tổ chức chương trình Sale Sốc Giảm Sâu mừng đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 với vô vàn các sản phẩm hấp dẫn trên thị trường hiện nay. Ví dụ như là anh em có thể sở hữu ngay chiếc Legend 5 Pro đây với mức giá chỉ 24 triệu đồng, hay là chiếc Nitro 5 Tiger với mức giá chỉ 21 triệu đồng mà thôi. Ngoài ra thì chương trình sẽ áp dụng từ hôm nay đến hết ngày 30 tháng 4, áp dụng cho cả khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng và online luôn. Thế nên là anh em còn chần chừ gì nữa, hãy dinh ngay cho mình một chiếc laptop để làm việc và học tập ngay thôi nào. Và anh em nên nhớ rằng những mẫu laptop này thì cực kỳ có hạn đấy, thế nên hãy nhanh tay nhá. Và bây giờ thì chúng ta cùng quay lại video chính thôi. Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với Laptop AZ, và đặc biệt là những anh em nào có sở thích với những cái tựa game nó mang tính 2D một chút, hay còn gọi cho vui với nhau, cả bản thân mình nữa, gọi là Weeaboo. Thì ở đây đó cũng như tựa đề của video, nó chính là về tựa game Genshin Impact. Từ lúc mình làm việc tại Lotto AZ cho đến bây giờ thì mình gặp được rất nhiều câu hỏi là liệu dòng mẫu máy này có chơi được Genshin Impact hay không, cái cấu hình này chơi được Genshin Impact max setting và FPS bao nhiêu, hay là cái độ ổn định của cái tựa game này trên những cái mẫu máy mà trong cái tầm giá trải dài từ phổ thông cho đến cận cao cấp, hay thậm chí là cả cao cấp nữa. Có một số anh em cũng đặt một câu hỏi như thế với cái tựa game này. Vậy thì tại sao một cái tựa game mobi mà lại khiến chúng ta phải lựa chọn những cái mẫu laptop mà bằng hai lần chiếc điện thoại mà anh em có thể mua, hoặc cũng có thể là bằng một chiếc điện thoại ví dụ như iPhone 14 Pro Max, hay là một số cái mẫu máy điện thoại gaming như cả ROG Phone 7 gần đây mới ra. Thì để xem rằng những cái chiếc máy thuộc cái tầm giá phổ thông tầm 15 đến 20 triệu liệu có thể chơi mượt những cái tựa game này không, hay thậm chí là những cái mẫu máy mỏng nhẹ như là Ultrabook có thể chơi được không. Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro. Và tất cả những cái mẫu máy mình nghĩ rằng có thể đáp ứng cho anh em cái nhu cầu chơi cái tựa game này thì mình sẽ đều để link ở dưới phần mô tả, anh em có thể tham khảo. Và trên bàn thì mình đang để những cái mẫu máy khá là điển hình cho những cái tệp máy mà chúng ta có thể bắt gặp trong những cái tầm giá trải dài từ 10, 15, 20 cho đến thậm chí là 30, 40 triệu. Thì ở giữa là một chiếc Ultrabook Acer Swift 3 với Intel Zen 12. Bên phải mình đây đang có đó chính là chiếc HP Victus phiên bản 2022, sở hữu một các đồ họa rất là phổ thông vào khoảng năm ngoái nếu tính từ bây giờ, là GTX 1650. Và cuối cùng, một chiếc máy phân khúc cao hơn hẳn so với hai chiếc máy này, đó chính là Legend 5 Pro với các đồ họa là RTX 3070 Ti. Và có một mẫu máy nữa thì khung hình hơi chặt cho nên không để lên, đó chính là chiếc Acer Nitro 5 cũng phiên bản 2022 luôn, với cả RTX 3060 và i5 Gen 12. Thêm một cái mẫu máy nữa là cái mẫu máy mình đang dùng và cày kéo rất là nhiều với tựa game này, đó chính là một chiếc Ultrabook của dòng HP và từ những cái năm 2016-2017 rồi, với các đồ họa là MX130. Thì mình phải nói thẳng ra cái card đồ họa đấy nếu là card đồ họa rời nhưng mà vẫn thua một chút so với Iris 6 Air Graphics phiên bản mà Intel Zen 12 đang sở hữu ở đây. Thì đầu tiên mình sẽ nói về Ultrabook luôn. Thì Ultrabook từ trước đến nay thì thường mọi người không khuyến cáo là anh em có chơi game, nhưng mà liệu rằng có chơi được không thì câu trả lời là có, và rất là mượt. Thì anh em cũng có thể xem cái cảnh B mà mình đang để trên màn hình đây. Mức FPS dao động thường nó sẽ rơi vào khoảng 45 so trên dưới gì đấy khoảng 50-55 đối với tựa game này. Với cái máy tính mình đang dùng thì nó chỉ dừng lại ở khoảng 51 là cao nhất, không thể nào mà kéo lên được nữa. Và cái setting mình để là thấp nhất rồi, mình chỉnh mọi thứ xuống có thể để cho cái FPS cho ra cao nhất và cái mắt của mình nhận được những cái hình ảnh nó cho ra mượt mà nhất. Sang đến Acer Swift 3, cấu hình phải nói là khỏe hơn một tí với Intel Zen 12 so với Intel đời 10 mà mình đang sở hữu, thậm chí là cả i7 nó vẫn là yếu. Thì Acer Swift 3 cho ra một cái mức hiệu năng rất tốt, mức setting rơi khoảng medium, mà mình có custom một tí cho nó đỡ bị nóng máy quá, hay là cái FPS cho ra nó ổn định hơn, thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng 46 cho đến hơn 50 và nhiều lúc có thể là 60 FPS đối với những cái cảnh mà nó bình thường, nó không quá nhiều hiệu ứng khi mình dùng skill các thứ để mình chạy ở trong gọi là gì à, vực sâu của anh em. Cái này mình hay để tiếng Anh cho nên không biết nói tiếng Việt thế nào, nhưng nói chung là vực sâu là anh em kiếm nguyên thạch nhiều nhất, mỗi lần chắc khoảng 600 à, đấy kiểu thế. Thì Ultrabook chơi rất tốt, mình phải nói thẳng ra là mượt, cái độ ổn định
độ ổn định phải nói là không có như các mẫu laptop gaming, nhưng mà vẫn sẽ chơi rất là mượt và FPS cao, trên 40, trên 45. Mình nghĩ rằng mình phải set xuống đến FPS 30 cơ thì chiếc máy này mình có thể chơi được và bật cả vi sinh nữa, gọi là cái đồng hồ dọc để nó không bị xảy ra những cái hiện tượng xé hình. Nhưng không, Acer Swift 3 chơi rất là tốt với Intel Zen 12 và Iris Graphics. Cái phiên bản này là 80 EUS, nghĩa là nó sẽ có ít nhất là 80 nhân CUDA để xử lý cho anh em, cái bộ xử lý CUDA chứ không phải là nhân, chị anh chị mình xin lỗi một chút. Thì ok, nó khỏe hơn hẳn chiếc mới X130 cả đoạn rời mình có, và cái tầm giá của hai mẫu máy này với Acer Swift 3 là 15 triệu. Còn đối với cái mẫu máy mình mua cái thời điểm hiện đó nó rơi vào khoảng 18 triệu có các đoạn rời. Đấy là những cái mẫu Ultrabook phổ thông mà mình muốn nói. Chơi được nhá. Đấy là cấu hình tối thiểu nhất và anh em có thể. Còn đối với mẫu laptop gaming thì sao? Hai tựa game hai cái tên khá là phổ thông, đó chính là HP Victus và Acer Nitro 5. Thì cái cấu hình mình sẽ chia ra một chút. Với HP Victus thì Intel Zen 12 với GTX 1650 có chơi được không? Một câu trả lời của mình là có, và ở mức setting cao mình để mắc hết mọi thứ chơi vẫn rất là tốt, 40, 50, thậm chí là cả 60 FPS duy trì vẫn rất là ok, với 4GB RAM vẫn được chạy thoải mái, hình ảnh cho ra rất đẹp mượt. Anh em mà như kiểu mình ấy, chơi từ Ultrabook lên mấy cái laptop gaming này nó sẽ có một trải nghiệm rất là khác. Với 3060 thêm GB RAM thì nhiệt độ máy nó mát hơn, càng đồ họa không phải chạy quá là nhiều và cái bộ nhớ RAM cũng không phải ăn quá là nhiều nữa. Cái mức ổn định nó tốt hơn rất là nhiều và 60 FPS là cái điều mà dễ dàng đạt được. Và cuối cùng mình muốn nói đến cái dòng cao cấp thì cái này chắc chắn là chơi được rồi, mình không muốn nói quá nhiều. Nhiệt độ mát, độ ổn định cao, FPS luôn luôn giữ ở mức 60. Và có lẽ nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao mình không dùng FPS unlocker để có thể bung tỏa hết tất cả mọi thứ ra với cấu hình 2K của một dòng máy cao cấp là Legion 5 Pro. Tại vì một cái điều rất là đơn giản thôi là mình bị sợ bị ban nick. Mình không dám tải cái ứng dụng đấy về để mở khóa ra. Nhưng mà để cái video này mục đích là để nói ra là anh em chơi được ở trên những cái mẫu máy nào. Thì hiện tại laptop gaming phổ thông tầm 15 đến 17, 20 triệu, thoải mái, chơi rất tốt. Tiếp theo đến là Ultrabook. Những anh em nào mà đam mê quá mà hơi nghèo về tài chính một tí, Ultrabook vẫn chơi được. Mà nhớ là nên mua những cái mẫu máy đời mới của Gen 12 Intel, sẽ có Iris Xe rất là tốt, chạy thoải mái hơn tất cả những cái mẫu các đồ họa rời mà được đặt lên những cái mẫu laptop mỏng nhẹ ngày xưa. Ví dụ như dòng MX của Nvidia, MX130, MX350, MX330 hay MX450. Nó hơn được và nó chơi rất là tốt với mức cấu hình trung bình, và thậm chí là mình có thể set lên cao nếu mà mình muốn, nhưng mà FPS chỉ rơi khoảng 30 thôi. Vậy thì tổng kết lại về cái video này thì nó cũng không có gì đặc biệt. Mình phải nói thẳng như thế, mình chỉ muốn show cho anh em là những cái cấu hình như thế này, những cái loại máy này, những cái phân khúc giá hay là cái cấu hình, nó có thể chơi được cái tựa game Genshin Impact này ở cái mức nào và cái độ ổn định ra sao, cũng như là cái hiệu năng cho ra có những anh em gọi là nghĩ không, thì kết quả mình đã show ở trên video cho anh em rồi. Giá nào thì cũng chơi được cái tựa game này cả. Đây là một cái tựa game mobi, nhưng mà chơi trên mobi thì không tối ưu cho lắm, cho nên chúng ta phải tìm những cái mẫu laptop hay là những cái PC có thể đáp ứng được cái phần hình ảnh hay hiệu năng cao hơn. Thì đây, nếu anh em thấy video này có ích hãy để lại một like, một share cũng như một subscribe cho kênh Laptop AZ. Nếu anh em thấy rằng những cái trải nghiệm của mình hay là những cái giới hạn mà mình đặt ra bởi vì mình chỉ sợ là bị bán nick thế này nọ, mất nick phí mà, thì hãy để lại comment ở dưới phần bình luận để đưa ra một cái nơi nào uy tín để mình có thể tải cái FPS unlocker ra để bung hết hiệu năng và làm một cái video mới cho anh em chẳng hạn. Ví dụ như là chơi Genshin Impact ở tầm 2K với khoảng độ 240 FPS đi trên những cái mẫu laptop gaming cao cấp, thì hãy comment dưới phần bình luận cho mình nhá. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau, và nếu được thì mình sẽ đăng những video trải nghiệm những tựa game khác nó mới mẻ hơn và nó tiếp cận được nhiều người hơn so với tựa game Genshin Impact này. Còn nếu anh em nào còn đắn đo hay thứ, hãy hốt thôi, nhưng mà đừng hốt laptop Ultrabook về chơi nhá. Nó rất là nóng và nó không được bền đâu. Hãy mua những mẫu laptop gaming phổ thông, GTX 1650 cũng được, vẫn rất là thoải mái. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.